Mặc dù đã có biển báo cấm đi thẳng và rẽ trái, nhưng tình trạng vi phạm này vẫn diễn ra thường xuyên ở khu vực cầu Trần Hưng Đạo và đường Phạm Văn Đồng. Đường Phạm Văn Đồng và đường Võ Thị Sáu là hai tuyến đường song song nối lên chân cầu Trần Hưng Đạo thuộc phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thành phố đã lắp đặt một biển báo cấm đi thẳng và rẽ trái ngay cổng sau của trường Trung học phổ thông Phan Thiết. Mặc dù đã có biển báo cấm như thế, nhưng rất nhiều phương tiện đi từ hướng Phạm Văn Đồng và Võ Thị Sáu lên vẫn vi phạm, gây ra tình trạng mất trật tự an toàn giao thông ở khu vực này. Thời gian vi phạm nhiều nhất ở đây vào trước 7 giờ sáng và sau 17 giờ hàng ngày. Và mỗi buổi sáng khi người dân đi làm, học sinh đi học lưu thông từ hướng phường Đức Thắng đi qua cầu Trần Hưng Đạo thường xuyên xảy ra va quẹt với xe từ hướng phường Bình Hưng đi lên. Tình trạng xe ô tô, mô tô chạy ngược chiều lên cầu Trần Hưng Đạo, cầu Lê Hồng Phong còn diễn ra. Mặc dù hệ thống biển báo được lắp đặt đầy đủ, nhưng ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân chưa cao, dẫn đến các hành vi vi phạm vẫn thường xuyên xảy ra. Nói chung thì em thấy đoạn đường này nó không có an toàn cho lắm, cho nên đi thì em hay nhắc nhở mấy cháu là đi cho nó đúng làn đường. Cái đường này ngược chiều nó không có đi lên được. Thì cho nên là nói chung thì mấy cháu nó cũng tới tuổi để đi xe máy rồi. Nên ở nhà thì tụi em cũng hay thường xuyên nhắc nhở mấy cháu là đi đúng làn đường, không có đi ngược chiều và chạy xe không có đi hàng hai, hàng ba. Nói chung là tuân thủ theo cái an toàn giao thông. Để giúp người tham gia giao thông ở tuyến đường này chấp hành đúng quy định của luật giao thông đường bộ trong thời gian tới, công an thành phố tiếp tục tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm tại tuyến đường Phạm Văn Đồng, Trần Trắc nói riêng, cũng như các tuyến đường địa bàn trên thành phố nói chung. Tại khu vực này thường xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông, cụ thể là ở phía trên này. Thì thế gia đình em, hai ba mẹ em thường chạy qua đường Võ Thị Sáu rồi quẹo qua Cao Thắng rồi mới vòng qua đây. Nhà trường có tuyên truyền về luật an toàn giao thông là đi tham gia giao thông là phải đội nón bảo hiểm, không vượt đèn đỏ, không lấn làn xe làn đường khác, không đi đường ngược chiều. Con vừa mới đi học về thì trời mưa nên là con rồi mấy bạn cũng kiểu có tâm lý là chạy nhanh á, với lại kiểu không có đèn giao thông nên là mọi người cứ chạy thoải mái luôn, không có kiểu ấy gì hết, nên là đường trơn trượt á, nên là con lỡ bị quẹt xe rồi té luôn. Nên là con nghĩ là nên có cái gì đó để an toàn hơn cho mấy bạn, tại vì cái vấn nạn an toàn giao thông thì nó cũng xảy ra thường xuyên. Ở trường lớp thì thầy cô cũng có hay lập những cái buổi để tuyên truyền cho bọn con về những cái vấn đề an toàn giao thông, như là phải đội mũ bảo hiểm, không được vượt đèn đỏ và chạy xe đúng phân khối, đúng lứa tuổi của mình, và không có đánh võng lạng lách, cũng như là đi ngược đường để gây cản trở giao thông mỗi khi ra về hoặc đi học. Nên là tụi con cũng ý thức được những cái việc mà an toàn giao thông cho bản thân. Ngoài công tác tuần tra xử lý của lực lượng công an, còn có sự tham gia của các hội, đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chấp hành nghiêm túc hệ thống báo hiệu đường bộ, đi đúng phần đường làn đường quy định, có trách nhiệm phản ánh và lên án các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.